siêu thị Đại Gia, trung tâm mua sắm tại nhà. Hướng dẫn lắp ráp máy tập bụng tổng hợp Elite 2015. Trước khi bắt đầu thực hiện lắp ráp máy tập bụng tổng hợp Elite 2015, mời các bạn sẽ cùng điểm qua các bộ phận của máy. Các bộ phận chính của máy: khung chính 1 cái, khung hỗ trợ 1 cái, khung đỡ đầu 1 cái, ghế ngồi 1 cái, tay vịn 2 cái, dây kéo tập tay 2 sợi, lò xo 4 cái, mút đệm 6 cái. Các linh kiện đi kèm khác: nút nhựa, chốt. Quy trình lắp ráp. Để thực hiện lắp ráp máy tập bụng tổng hợp Elite 2015 bao gồm 7 bước. Bước 1, lắp ráp thân máy. Xin giới thiệu với các bạn, đây là khung chính gồm có giá nâng khi luyện tập đã được lắp sẵn. Bây giờ, chúng ta sẽ dùng chốt để cố định lại khung chính. Sau khi cố định xong, chúng ta được như thế này. Sau khi có được khung chính, chúng ta sẽ tiến hành ráp khung chính vào với khung hỗ trợ. Đây là khung hỗ trợ. Ở khung này cũng có ốc cố định và điều chỉnh độ dài của máy tùy theo chiều cao của người tập như thế này đây. Sau đây, mình sẽ cố định lại hai khung. Bước 2, ráp khung đỡ đầu. Sau khi có thân máy, chúng ta sẽ đến với phần ráp khung đỡ đầu cho máy. Ráp khung đỡ đầu sẽ được ráp vào phía trên khung chính. Tại vị trí này cũng có chốt cố định và điều chỉnh. Bước 3. Tiếp đến là lắp phần ghế ngồi và giữ thân máy. Dùng ốc cố định vị trí ghế. Bước 4. Lắp tay vịn cho máy. Tay vịn này thì có chốt nhỏ. Khi lắp ráp, chúng ta chú ý ấn nút xuống và đẩy vào. Bước 5. Lắp các mút đệm vào khung sườn. Dùng nút nhựa ấn mạnh vào vị trí cố định. Sau đó xoay một góc 5 độ để có thể giữ chặt nút nhựa và khung sắt, không cho nệm trượt ra trong quá trình luyện tập. Bước 6. Lắp dây cáp vào bộ phận khung hỗ trợ tập chân của máy. Bước 7, cũng là bước cuối cùng, là chúng ta lắp 4 lò xo vào máy. Dùng ốc cố định lại.
Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong việc lắp ráp máy tập bụng tổng hợp Elite 2015. Chúc các bạn thành công!